Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, như vậy là sau 2 tuần chuẩn bị đầy đủ về mặt thủ tục cũng như công tác huấn luyện kiếp thủy thủ Việt Nam, báo chí Ấn Độ ngày 22 tháng 7 đồng loạt đăng tải thông tin nước này đã chính thức bàn giao tàu hộ tống tên lửa INS Kipan dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh. Mở đầu bài viết với tiêu đề nhắm tới Trung Quốc, Ấn Độ bàn giao tàu hộ tống INS Kipan cho Việt Nam, kênh NDTV của Ấn Độ cho hay. Hôm nay, 22 tháng 7, Ấn Độ đã chính thức tặng Việt Nam tàu hộ tống tên lửa còn đang phục vụ INS Kipan nhằm phản ánh mối quan hệ đối tác quốc phòng và chiến lược đang phát triển trong bối cảnh có những lo ngại chung về hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Các quan chức cho biết, đây là lần đầu tiên Ấn Độ bàn giao một tàu hộ tống còn phục vụ cho một quốc gia nước ngoài thân thiện. Đô đốc Hải quân Hari Kumar, tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, hiện đang có chuyến thăm Việt Nam, đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu tại vịnh nước sâu Cam Ranh. Về phía đại diện Việt Nam tiếp nhận tàu là chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân chủng Hải quân. Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng từng là phó tư lệnh chỉ huy vùng 4 Hải quân, vùng trọng điểm được biên chế các lữ đoàn tàu chiến hiện đại nhất. Hải quân Ấn Độ cho biết con tàu đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam với vũ khí bổ sung hoàn chỉnh. Lễ bàn giao hôm nay tượng trưng cho tình hữu nghị sâu sắc và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ, Đô đốc Kumar phát biểu tại sự kiện. Ông nói, điều làm cho sự kiện này trở nên quan trọng hơn nữa, đây là lần đầu tiên Ấn Độ cung cấp một chiếc tàu hộ tống còn đang hoạt động trong một quốc gia thân thiện. Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ cho biết, việc chuyển giao tàu INS Kipan cho Việt Nam thể hiện tầm nhìn G20 của Ấn Độ về một trái đất, một gia đình, một tương lai. Việt Nam, một quốc gia quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, hiện có các tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Mà Ấn Độ lại có các dự án thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Ấn Độ và Việt Nam đã tăng cường hợp tác an ninh hàng hải vài năm qua để bảo vệ lợi ích chung. Với INS Kipan, Đô đốc Kumar hy vọng con tàu sẽ góp phần duy trì các nguyên tắc tự do, công lý và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp để trở thành trụ cột giúp xây dựng một lực lượng vì những điều tốt đẹp nhất. Khi chúng tôi giao Kipan cho Hải quân Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Việt Nam trong việc vận hành và bảo dưỡng con tàu này. Chúng tôi chắc chắn rằng Việt Nam sẽ khai thác tiềm năng to lớn của tàu để bảo vệ lợi ích hàng hải quốc gia của đất nước, đóng góp cho an ninh khu vực và thúc đẩy hòa bình ổn định, vị đô đốc tuyên bố. Như vậy là, từ khi đưa ra quyết định chính thức vào hôm 19 tháng 6, Ấn Độ chỉ mất hơn một tháng để thực hiện lệnh bàn giao tàu hộ tống còn đang trực chiến bình thường cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Có thể nói là một tốc độ vô cùng ấn tượng của đất nước khai sinh ra, cô dâu 8 tuổi. Nghĩ rằng họ sẽ chậm hơn Mỹ hay Hàn Quốc, ai ngờ rằng họ mới là người nhanh nhất ở tốc độ chuyển giao. Và hơn thế nữa, đây là một con tàu còn đang phục vụ bình thường trong Hải quân Ấn Độ trước khi bàn giao, chứ không phải là một con tàu cũ đã nhận lệnh nghỉ hưu. Tức là nếu không chuyển giao cho Việt Nam, con tàu vẫn sẽ phục vụ thêm một thời gian nữa trước khi có quyết định dành cho nó. Việc bàn giao được diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm, hoành tráng và đích thân tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ tham gia, đủ thấy sự nghiêm túc và coi trọng rất cao trong quan hệ ngoại giao quốc phòng với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguồn tin chính thức cũng cho biết, thủy thủ đoàn tàu Kipan sẽ ở lại Việt Nam thêm vài tuần nữa để hoàn thành việc huấn luyện và kiểm tra kíp thủy thủ Việt Nam. Như vậy, việc tiếp nhận tàu Kipan tại Cam Ranh cho thấy con tàu sẽ được biên chế cho lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Theo nguồn tin của Việt Nam Defend, tàu INS Kipan sẽ vào biên chế trong Hải quân Việt Nam với phiên hiệu mới là 26. Chưa hiểu lắm về con số này, liệu có ý nghĩa gì, liệu có phải tất cả các tàu hộ tống cỡ 1.000 tới 1.500 tấn từ nay về sau sẽ bắt đầu bằng số 2 hay không? Tương tự, các tàu Pohang mà ta nhận trước đó của Hàn Quốc, một tàu mang số hiệu 18, tàu còn lại mang số hiệu 20. Tuy nhiên, tàu 18 bị mất chức năng chống ngầm, gỡ bỏ nhiều vũ khí, chỉ còn là tàu pháo, trong khi tàu 20 còn giữ nguyên cấu hình và nay tàu 26 gần như là nguyên cấu hình. Vẫn phải nhắc lại rằng, trước khi bàn giao, Ấn Độ đã gỡ mất đài điều khiển tên lửa Garpun B, được sử dụng để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa hành trình P-2122. Mặc dù đài chính xác mặt nước đường không Positive Air trên đỉnh cột buồm có thể kiêm nhiệm thêm vai trò chỉ thị mục tiêu cho tên lửa, nhưng rõ ràng nó phải đảm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, do đó đây chỉ là một tính năng trong số vô số các tính năng. Mà cái gì ôm đồm thì thường mỗi thứ một tí, không chuyên sâu, do đó Garpun B bị gỡ mất cũng là một điều hơi tiếc. Tuy Việt Nam có đủ tiềm lực để mua và lắp lại đài điều khiển hỏa lực do Nga sản xuất, nhưng nói gì thì nói, vẫn là phải tốn thêm công sức. Mặc dù hơi tiếc ở hệ thống cảm biến, nhưng có một điều đáng lưu tâm, Hải quân Ấn Độ tuyên bố rằng con tàu được bàn giao với vũ khí bổ sung hoàn chỉnh.
Vũ khí hoàn chỉnh thì đúng, vì tàu giữ nguyên cấu hình trang bị bao gồm các tổ hợp pháo hạm AK-176 và AK-630, nhất là hệ thống tên lửa hành trình chống tàu P-2122 với hai cụm bệ phóng KT-138 đặt ở trước thượng tầng. Nhưng bổ sung ở đây là gì? Ít nhất là hiện tại, nhìn bên ngoài, con tàu không có gì khác biệt hay là thứ nằm ở bên trong. Có lẽ sẽ cần thời gian để tìm hiểu xem, rốt cuộc, người Ấn đã tặng thêm cái gì. INS Kipan được khởi đóng vào ngày 15 tháng 11 năm 1985, hạ thủy vào ngày 16 tháng 8 năm 1988, biên chế vào ngày 12 tháng 1 năm 1991 và chính thức ra khỏi Hải quân Ấn Độ vào ngày 22 tháng 7 năm 2023, ngay tại căn cứ Cam Ranh, và rồi trao tay lại luôn cho Hải quân Việt Nam. Một pha chơi đẹp, quá đẹp của người bạn Ấn, bạn tốt, nó phải thế. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 1.350 tấn, dài 91,1m, rộng 10,5m, mấn nước 4,5m. Tàu được trang bị hai máy diesel có tổng công suất 14.400 mã lực cho tốc độ tối đa 25 hải lý trên giờ, dự trữ hành trình 7.400 km với tốc độ 16 hải lý trên giờ. Thủy thủ đoàn tàu bao gồm 100 người với 12 sĩ quan. Tàu được trang bị tổ hợp vũ khí tương đối hiện đại bao gồm hai bệ phóng KT-138 với 4 tên lửa hành trình P-2122 tầm bắn 80 cây, hai bệ phóng với cơ số đạn tên lửa vác vai kiểu A-72 hoặc A-87, một pháo hạm AK-176 cỡ nòng 76,2 ly và hai pháo phòng không cao tốc AK-630. Như đã nói, cấu hình vũ khí tàu Kipan tương đương tàu tên lửa nhỏ đề án 1241RE mà Việt Nam mua 4 chiếc từ Nga. Do đó, về đạn dược, sử dụng và vận hành tàu Kipan là vô cùng thuận lợi. Một lần nữa, xin được chúc mừng Hải quân Việt Nam, chúc cho tình bạn Việt Nam-Ấn Độ mãi mãi bền lâu.